Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lại cho anh em. Tôi Văn Tiến chào lắm cho anh em. Tôi Rốt Trà chào lắm cho anh em. Tôi Lâm Tặc chào lắm cho anh em. Ôi thiếu còn một thằng nữa. Em đây này. Sao em chui đấy? Em là xét thử chợ như nào anh ạ? Thế chào các bạn đi. Tôi Tứ Trọng chào lắm cho anh em. Ok các bạn ạ, thì Tứ đang chui vào cái thau để xét thử cái độ rộng và độ to của thau như nào. Thì hôm nay cái clip của mình liên quan đến cái chủ đề cái thau này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chậu hoa quả dầm khổng lồ, bởi vì sau những ngày mà gió mùa ấy thì hôm nay trời lắng nóng ấy, rất là nóng luôn, nên như mình đã mua rất nhiều hoa quả về để anh mình chuẩn bị làm cái thau hoa quả dầm khổng lồ. Anh mình sẽ dầm ra cái thau kia. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem số hoa quả đó. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video này để ủng hộ anh mình nha. Đây là số hoa quả khổng lồ mà anh mình đã chuẩn bị các bạn ạ. Đây rất là nhiều luôn. Đây trước tiên là xoài à. Rất là nhiều xoài, chỗ này 3 kg xoài các bạn này. Chỗ này thanh long thì mình không đếm theo kg nữa, mình tính theo quả, chỗ này chắc phải hơn chục quả. Đây là dưa hấu anh mình cho 4 quả này. Cho vào mà đã gần đầy thau rồi các bạn ạ. Cái thau các bạn nhìn thấy to vãi trưởng luôn. À đây còn 4 hộp sữa tươi này nữa này. Một chùm nho. Táo tàu này. Lê. Dưa lưới. Đó, dưa Mỹ. Dưa Mỹ. Em không phải danh Mỹ nhưng mà rất thích ăn dưa Mỹ. Đây, tí một lát nữa thì mình sẽ ăn. Ở đây còn 2 hộp sữa đàn ông có sữa các bạn ạ, là sữa ông Tọ, sữa đặc có đường ấy, sữa ông Thọ. Còn các bạn nhìn thấy đây là cái thau mà anh mình sẽ làm. Ngay bây giờ thì anh mình sẽ đi cắt tỉa gọt vỏ các thứ và thái ra để anh mình chuẩn bị làm thau hoa quả dầm các bạn nhá. Mỗi anh em đang một chân một tay để gọt với cả bóc vỏ hoa quả những thứ ra các bạn ạ. Phải bóc trước xong một lát nữa anh em mình sẽ thái từng cái viên nhỏ nhỏ ra. Không biết là anh em đang được đắm mình trong cái đống hoa quả này đã cảm thấy mát người hơn tí nào chưa đó? Quá mát rồi. Mát rồi. Mà có cây dầm chưa? Dầm á? Dầm hoa quả. Chưa, chắc tí dùng tay bóp thôi. Thôi để em dùng chân dẫm rồi. Ok các bạn ạ, thì bảo là để thiếu cái dụng cụ dầm ấy, thì Tiến lấy chân, chắc là một lát nữa Tiến nó sẽ lấy chân nó dầm hoa quả giúp anh em mình, nó dày để cho lát luôn các bạn ạ, không phải dùng cái gì để dầm nữa rồi. Tiến một coi như Tiến một đạo cụ, dùng tí một lát nữa em dùng chân nhá. Vậy là sau 2 tiếng anh em mình ngồi, anh em mình gọt, kiên trì ngồi gọt thì cuối cùng anh em mình cũng đã gọt xong số hoa quả này các bạn ạ. Bởi vì sao mình báo 2 tiếng? Bởi vì đây anh em mình toàn đàn ông thanh niên, không được khéo tay và rất hậu đậu. Hậu đậu đến nỗi mà vừa nãy mình gọt hoa quả mà đứt luôn cả tay các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ thái tất cả số hoa quả này như bạn Lâm đang thái chỗ dưa này. Ô bạn, tôi tưởng dưa này người ta thái phải bỏ hạt. Bỏ hạt á? Ờ. Bạn đi mua tôi cái lưới để tôi bỏ hạt. Thôi. Thế thì không bỏ hạt các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ thái tất cả ra để cho vào trong cái chậu này. Vậy là anh em mình đã hoàn thành khâu cắt thái hoa quả ra rồi các bạn ạ. Bây giờ đang được khoảng độ một lứa thau rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đổ sữa vào. Anh em đổ sữa vào đi. Còn chỗ này thì anh em sẽ đập đá các bạn ạ. Bởi vì sao mình không mua đá bào mà mình gọi là mua cái đá này và anh em mình đập cho nó có việc các bạn ạ. Đấy bạn đập thử nào. Rồi. Ở kia còn 2 túi nữa luôn kìa. Đấy các bạn ạ, đổ sữa như vào. Bạn đập nhỏ nhỏ vào nhá. Đập nhỏ như đá bào ấy. Bây giờ mình sẽ cho hết 4 hộp sữa và 2 hộp sữa ông Thọ. Ngon à? Bạn làm nào cho nó mở rộng ra cho chảy nhanh đi, sao tôi thì chảy chậm đấy. Đục to ra.
thế này có thêm cho bộ cho hai túi đá đúng không bạn ơi, hay là cho thêm hai túi đá kia nữa đi, cho hết vào trong mắt, cho hết vào trong mắt. Thế bạn đổ đổ thêm hai túi đá đi xong đập luôn bạn ơi. Từ đập đập để nó nhuyễn nhuyễn được. Đập. Mình đập phải cho nó xong hết đã, mình định cho hết. Nhanh. Nhỏ chưa bạn? Không bảo lắm. Thôi rồi, thôi đào đào lên, tứ đào lên em ơi. À tiết 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 tiết. Vào để dưới để dầm đấy, lấy chân dầm. Ấy 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 ấy, đùa thôi. Các bạn ạ, từ anh mình sẽ lấy cái gậy để anh mình khuấy. Lặng quá bởi vì nhiều quá, bên dưới rất là nhiều luôn đấy. Đào rồi các bạn ạ. Đá vẫn to quá bạn. Bây giờ phải lấy cái xẻng. Phải dưới lên. Em vào lấy tạm cái xẻng gì xem nào. Cái xẻng mà chiên trứng những thứ ấy. Ngon nha. Nó ngon này. Là nhiều đá to quá. Hơi nhiều đá to, có đâu chưa đảo lên thôi. Chưa đảo lên một tát. Đấy, ta lướt vào đây này. Bạn ơi, thế này lên mấy chai vodka đổ vào uống rượu luôn. Các bạn ạ, vậy là sau một hồi anh mình đảo thì cái thau gọi là thau hoa quả dầm này coi như mình đã lên màu rất là đẹp rồi. Nhưng mà bởi vì đá kia như mình lấy anh mình đập không được nhỏ nên những cục đá to đã lói lên. Bây giờ bên dưới thì rất nhiều hoa quả luôn như các bạn đã nhìn thấy ấy. Thì bây giờ anh mình sẽ đến bước anh mình thưởng thức cái thau hoa quả dầm khổng lồ này thôi. Láo đi bạn ơi, cho ra để anh mình thưởng thức luôn thôi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái thau hoa quả dầm khổng lồ này con ạ. À. Đó, bắt đầu anh em mình chuẩn bị thưởng thức nào, thưởng thức thôi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha. Thấy mát mẻ hơn chưa? Ngon quá. Nhiều vị, nhiều hoa quả. Nhiều vị hoa quả ngon. Tuyệt vời. Ăn quá. Có loại mùi lung tung biển, người ta cái mùi thì ăn thì thấy ngon này. Nhai miếng nào cảm giác nó ngấy luôn. Ăn miếng táo chứ táo. À, nhà đá, vui răng quá. Mùi đá, ngon lắm. Mát lạnh người rồi, mát đến người rồi. Thực sự là cái thau này ấy, lấy 4 người khênh các bạn ạ, bởi vì quá nặng luôn. Cái thau rất là to. Anh mình cho nhiều hoa quả thế mà mới chỉ được có gần hơn nửa thau một tí thôi. Hôm nay bạn có tưởng tượng gì không Khoa? Em tưởng tượng gần dạ. Tôi tưởng tượng kiểu như mình đang ở trên hoa quả sơn. Đây là chậu hoa quả thập cẩm luôn đấy. Hôm nay mà được Tiến mà cho chân vào để dầm hoa quả nữa thì mùi vị càng tuyệt vời luôn. Đúng không? Tôi thấy như nó hơi nhiều đá hay sao ấy. Các bạn ạ, bởi vì lấy anh mình cho tận 4 túi đá luôn. 4 túi đá là mắc nhiều đá luôn đấy. Đây bên dưới thực sự cũng rất là nhiều hoa quả. Nhưng mà phải chơi cái kiểu này thì anh em mình mới có thể giải đập tan cái cơn khát được. Mình ở đằng sau máy quay mình quay lâu quá rồi thì cảm giác mình đang rất là nóng lực nên bây giờ mình chỉ muốn tắm á quên, mình muốn ăn luôn thôi các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một chút nước của hoa quả dầm để xem vị nó như nào. Mình mời tất cả các bạn nhé. Quá mát luôn. Thấy cho thêm sữa thì như ngọt ngon hơn cả. Đây kiểu như trà sữa dâu tây vậy. Ngon. Cái này mà đang cắt lúa được mát, tuyệt vời các bạn ạ. Rất là mát luôn. Cắt lúa ơi. Nếu mà cắt lúa nhá
cắt lúa mà mang bê cái thau này ra ngoài cho gọi là những bà con mà đang cắt lúa thì ôi, tuyệt vời luôn. Tình tình luôn. Sướng. Cảm giác này sướng các bạn ạ. Mát, vãi trưởng. Mà lạnh quá may tôi mặc áo dài. Tôi với buồn ngủ, điên mắt. Tiến lối ra gà. Em lối ra gà đó. Phê, bố luôn ngon. Ăn tình ngủ luôn. Thật sự đây nếu hôm nay mà là mùa gặt mà bê thau ra cho bà con ăn thì ngon, mát tính người. Gánh núa khỏe. À. Nhiều lá quá. Và tôi cũng bốn túi lá. À. Thôi, chơi chân quá. Ông béo to mà không ngồi. Bạn thấy thế nào rồi? Thấy lạnh lạnh dần à. Lạnh dần à? Lạnh quá. Nó rồi. À, thầy mấy các bạn à, anh mình đánh chén một lúc rồi mà cảm giác kiểu như đánh chén đến đâu là nước đá tan ra hay sao mà càng ăn càng đầy các bạn ạ. Mãi không hết luôn. Anh mình kiểu như đánh chén nó không xin nhê một tí nào luôn. Thôi, bây giờ thì mấy anh em thử anh em nào có cảm nghĩ gì khi mà nhìn thấy cái xô chả đá này, à quên, đó là cái thau hoa quả dầm khổng lồ này thì thấy cảm xúc như nào nào? Tôi đi. Ở bạn thử đi. Tôi đi uống cà phê là hay gọi hoa quả dầm lắm, mà ăn ngon mà chưa giờ ăn một cái thau mà khổng lồ như này. Đúng là tuyệt vời. Em. Hoa quả dầm thì tôi cũng ăn một vài lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với một cái thau hoa quả dầm nó to như thế này. Ăn nó không phải nói là ngon mà là rất rất ngon, rất phê vào cái khoảng cái trời này. Mà nó rất nhiều loại hoa quả. Ăn đúng phê hết mồm. Thứ có ý kiến gì không em? Em đi ăn hồi là rất nhiều, nhưng chứ là ăn hoa quả dầm hôm nay là ngon rất ngon luôn ạ. Sắc phê rồi ạ. Ngon quá ạ. Sao đuôi ăn hoa quả dầm phải làm chậu hoa quả dầm. Tôi thì lần đầu tiên được tiếp xúc với chậu hoa quả dầm khổng lồ này. Ăn thì ăn vào có rất nhiều loại hoa quả trộn với nhau. Các hương vị khác nhau. Uống nước ngon này. Uống nước cũng rất là đậm. Có hoa quả lẫn lộn. Như lâu rồi. Đó rồi. Ăn được ăn rất là ngon luôn. Chứ lại một từ rất là ngon. Lạ rồi. Quá lạ luôn. Chất độc. Độc và lạ. Đây là nguyên chất 100%. Nhìn ra rồi này. Lạnh quá các bạn. Tức là anh mình lắm quá, anh mình làm chậu là làm cái thau khổng lồ này nhưng mà giờ thành mát quá rồi nên là Tiến bây giờ đang nổi da gà. Lắm và làm ăn xong là mát quá thành nổi da gà luôn các bạn ạ. Đà. Bà Lâm, có muốn nói gì không? Thật sự tôi đi uống cà phê thì chả bao giờ tôi gọi hoặc gần dần. Ăn chả biết ở đây là có bao nhiêu mùi vị nữa. khó lếm lắm các bạn. Thế nên mình nhận xét là chỉ ăn được là cảm thấy lo thôi. Chứ chả nhận ra là cái mùi vị gì nữa rồi. Bây giờ tất cả anh em đều lo rồi đúng không? Và tôi cần một phương án xử lý cho cái thau hoa quả dầm này bây giờ. Tôi nghĩ tôi nghĩ là mình cho tủ lạnh. Mỗi người một phương án xử lý thế nào? Tôi nghĩ là tủ lạnh. Một cơm đá mai mình ăn. Thì kem hoa quả dầm. À thế là đỡ lãng phí đúng không? Đúng anh em. Ok các bạn ạ, thì bây giờ anh mình không, bởi vì không ăn hết, anh mình sẽ cho vào cái tủ đá lại để mai anh mình bỏ ra ăn tiếp để tránh lãng phí. Và mình cũng có một lời khuyên cho các bạn luôn. Để các bạn làm thì chỉ dùng để đủ ăn thôi, không nên làm như anh mình. Bây giờ hiện tại mắc nhiều luôn, anh mình ăn 6 anh em mà ăn lo cực lo rồi. Không thể ăn thêm được nữa, bây giờ anh mình sẽ mang đi bảo quản để hôm sau anh em mình ăn tiếp. Bây giờ mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.